Ngày 10 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cặp vợ chồng Phạm Thị Quyên, 25 tuổi và Nguyễn Linh Đoan, 29 tuổi, trú quận Sơn Trà, để điều tra hành vi sử dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tiền từ thiện. Theo điều tra, khoảng tháng 12 năm 2022, chồng của Quyên là Nguyễn Linh Đoan lên Facebook tìm kiếm các bài viết, chia sẻ về những hoàn cảnh khó khăn rồi sao chép lại, thêm nội dung là các số tài khoản do Quyên đang sử dụng, rồi kêu gọi Quyên góp tiền từ thiện. Với hình thức trên, Đoan đã lợi dụng sự thương cảm của cộng đồng mạng, rồi chiếm đoạt tiền từ thiện sau khi tiền được chuyển vào số tài khoản của Quyên. Từ tháng 12 năm 2022 đến tháng 2 năm 2023, đôi vợ chồng này đã cấu kết, chiếm đoạt hơn 91 triệu đồng tiền từ thiện. Cơ quan chức năng áp dụng hình thức cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra đối với Phạm Thị Quyên. Riêng đối tượng Nguyễn Linh Đoan đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.